không có quần. À. Cái gì? Nói lại. Cái gì mà không mặc quần? Hả? Nước gì mà không quần? Con đang làm gì đó con? Anh đang coi những câu đố vui. À, vậy đó hả? Giỏi quá. Vậy là hôm nay đang xem những câu đố vui phải không? Dạ. Em trái cây này con. Mời cha. Dạ. Ngon. Vậy với con ăn trái cây mà trái lê thì chỉ con biết tác dụng của trái lê không? Dạ. Dạ. Sẵn đây cho nó mình ăn mỗi loại trái cây đều có tác dụng hết. Trái lê này là rất tốt cho những người nào mà bị bệnh tiểu đường. Ăn trái cây trái lê này sẽ là giảm bớt cái lượng đường, rất là hay. Tại vì trái lê này rất là nhiều cái vitamin, vitamin A, vitamin K. Rồi ngoài ra thì ăn trái lê này sẽ là một là ngăn ngừa cái bệnh gì ung thư, ngăn ngừa ung thư rất là nguy hiểm được không? Nhưng mà nó sẽ ngăn ngừa được nếu mà ăn nhiều loại trái cây như trái lê. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta không ăn trái lê khi chúng ta uống nước nóng. Tại vì uống nước nóng á, trái lê là mang cái tính hàn, nhưng mà chúng ta uống nóng á, là nó sẽ dễ gây ra bệnh là tiêu chảy, cái đường tiêu hóa chúng ta không nên uống nước nóng. Bởi vì đọc những câu chuyện cười hay là những câu chuyện hài gì đó hay là câu đố gì đó giờ con có thể đố cha được không? Dạ được. Hay ha, thì tiến bộ quá, ăn miếng này rồi đố. Đố cho mấy câu đố? Hai câu đố. Hai câu đố hả? Vậy là quá hay ra. Vậy vậy câu đố thứ nhất à? Nghe thấy giọng cười như vậy. Câu đố thứ nhất là con người có mấy con mắt? Hả? Con người có mấy con mắt mà? Câu này hay nha. Nói chung là con người mình bình thường là có hai con mắt là chỉ là bình thường. Giờ con người mình có mấy mắt? Tiến bộ nha. Thì cha thì con người mình là khoảng hai con mắt, chỉ có hai mắt thôi. Hai con mình mấy mắt? Con một tám mắt. Giải thích. Hai con mắt này là hai rồi. À. Mắt cái tai nữa là 4. Ừ. Mắt cái chân 2 cái nữa là 6. Ừ, rồi mình đang là 8. Được, hay đó. Tiến bộ nha. Bây giờ câu đứa 2 anh. Nước gì mà không có quần? À. Cái gì? Nói lại. Nước gì mà không mặc quần? Hả? Nước gì mà không quần? Tiến bộ nha. Câu đố này có bài bản vậy? Không. Không. Nước nào mà không có mặt quần? Nước nào ta? Thua. Nước áo. Nước áo. Trời, mình nghĩ không nha. Đúng rồi. Nước áo có nghĩa là ta mặc áo cho đâu mặc quần. Đó. Đúng rồi. Đây. Giờ con đố cha hai câu đố. Bữa nay quá tiến bộ, thông minh. Bây giờ cha sẽ tặng cho con 3 câu đố. Được không? Được. Rồi, ăn đi. Ăn miếng đi rồi cha sẽ đố cho con 3 câu đố. Đây, giờ con thấy cha mặc áo gì đây? Có thấy. À, đúng rồi. Bây giờ cha sẽ đố cho con về đố gì con vật. Ba câu đố. Câu đố thứ nhất là về con vật.
thì trước tiên đố con á thì đảo Tỷ, cho muốn giới thiệu về đảo Tỷ. Thì đảo Tỷ là một trong những nơi mà du lịch là nổi tiếng ở Nha Trang, là một trong những cái nơi mà nổi tiếng, nơi đó rất là nhiều loài khỉ. Thì nơi đó là nổi tiếng ở Nha Trang là về du lịch. Nha Trang thì biển rất là đẹp nha, ngoài cảnh đẹp ra thì có đảo Tỷ rất là nổi tiếng. Vậy cho đố về con vật, giờ đố con, con gì càng lớn càng nhỏ? Con cua. Con nói lại, con gì? Con cua. À vậy nữa này, thông minh quá, mới đố một xíu mà biết lại là con cua. Hay nha. Rồi ăn biết còn hai câu đố sao. Con công nhận là tiến bộ. Lúc trước đố câu nào con cũng giải ra, nhưng mà con bữa nay con giải thích ra là con rất là tiến bộ nha. Lê với thằng Ngọc, Lê với thằng Tốt. Rồi giờ sẽ đố con thêm hai câu đố nữa để mà mốt có gì mình đố là bạn, cái câu hay. Vậy cho đố con nghe, cầu gì là ngắn nhất? Con này khó nha. Khó mới đố chứ. Vậy cầu gì, cầu gì ngắn nhất? Đừng có nói là cầu cái nhỏ. Cầu gì? Đừng nói ra cầu tiêu nha. Cầu gì? Cầu gì ngắn nhất? Cầu gì ngắn nhất? À, cầu cầu dao. Cầu dao. Hay quá, chính xác. Quá tốt, thông minh. Rồi, thì là nãy giờ cha đố 3 câu mà con trả lời được 2 câu là tiến bộ nha. Rồi, cũng tiếp cái là cầu nữa. Đố con, cầu nào có thể đi được và chạy được? Đáp gì đó. Cầu nào có thể đi được và chạy được? Mày khó đi chạy. Cho con suy nghĩ 30 giây luôn. Cầu gì ngọn chứ? Thì phải ngọn thôi. Nãy cầu gì ngắn nhất rồi con trả lại được rồi. Hay quá, cái này tiến bộ. Cầu gì có thể đi được và chạy được? Cầu vòng á. Trời chính xác. Cầu vòng nó nhìn trời đâu có đi được, có chạy được đâu. Cái này khó chứ. Sao? Đố rồi, cho đáp án bằng thứ hai nữa. Cầu gì? Đừng nói cầu cá nha. Cầu cá mà lọc báo. Đó thì chứ phải hôm nay đúng hai đâu, hôm nay là hay giỏi lắm rồi đó. Bữa nay tiến bộ. Bữa nay nói chung là con rất tiến bộ. Chắc chịu thua quá. Chịu thua không? Đúng rồi. Cầu gì có thể đi được, chạy được? Làm cái cầu gì không? Cầu gì? Cầu thủ. Cầu thủ bóng đá. Cầu thủ bóng đá nghĩa là ta đi được, mà ta chạy được, ta phút được luôn á. Cầu thủ bóng đá. Được chưa? Rồi, nhanh đi con. Thì nói chung là hôm nay con rất là tiến bộ nha. Công nhận cũng thấy qua những cái câu đố vui gì vậy đó, mà thể hiện cái sự thông minh là con bữa nay là con rất là tiến bộ. Thì con thấy là mình ngoài cái việc học hỏi ra thì mình có thể đố vui, hoặc là mình tìm hiểu những câu chuyện hay, những câu đố vui thì mình sẽ thể hiện cái sự
thông minh của mình rất là tốt, hiểu không? Dạ. Nhiều mà bóp á, mình có thể lên mạng gì đó, hoặc là đọc những gì đó, đọc những câu chuyện rồi câu đố vui thì mình tìm hiểu cũng rất là tốt, hiểu chưa? À, rồi. Rồi, bây giờ con có nói gì với mọi người không? Nếu mọi người thấy hay thì like, share, chia sẻ, nhấn đăng ký, đặc biệt là nhấn cái chuông để nhận được thông báo sớm nhất cho mọi người. Xin chào tạm biệt mọi người nha. Tạm biệt mọi người.